cái mô hình bán hàng được gửi từ đường số 7 khu thương mại thuộc khu chế xuất Tân Thuận Đông, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Cái này là một số linh kiện điện tử nha, mua trên Shopee. Mình mở ra xem nào. Có đủ không nhỉ? Mọi người bán hàng gửi ở Trung Quốc này. Thị chiếu. Cái này to con cho đủ. Đóng gói cái này, cẩn thận nha. Rồi, có 3 thứ rồi. Dây, đây các dây cắm. Cắt được cái 40 dây. Không đúng mà chắc là đủ đấy. Mà không đến. Không đủ. Hai bộ mạch. Để cắt một chiếc đây chiếc bong này là bo cắt wifi. Nhận chuyển tín hiệu wifi. Còn đây là bo đế. Cắt đế để cho cắt thật cứng chặt. Một cây gì đó để lại đấy. Lắp lại nha. Nói chung là đủ. Trong gói thật. Hàng này thì các bo linh kiện này chắc là bên Trung Quốc họ sản xuất. Rồi, thực hiện một trang hàng con là đủ. Đó, sẽ lắp chiếc xe. Lắp một chiếc xe cùng với các thiết bị như thế này. Để mình có hàng như trước này. Có 4 cái bánh ấy. Bánh xe, cái motor, bánh xe. Bánh, bánh xe lắp. Và phải chế một cái khung đó. Và sẽ phải chế một cái khung. Xong mới lắp được cho bánh xe. Chế một khung nó sẽ được lắp. Rồi.
dùng. Cấp điện xem nào, kiểm tra lại đường điện đúng chưa, kiểm tra lại đường điện khởi động. Kết nối để cài phần mềm. Đi đâu nữa, đi đâu sao chẳng hả? Cái xe đã là cái con, cháu hiểu chứ không? Cháu hiểu cái gì hả? Để yêu cái gì hả? Đi đâu nữa, đi đâu sao chẳng hả? Cái xe đã là cái con, cháu hiểu chứ không? Cháu hiểu cái gì hả? Để yêu cái gì hả? Mai con thêm gì?